Đây là cái đồng hồ Leica của bác Trung ở Kim Bảng, Hà Nam nhé. Đó, cái đồng hồ này của nó em đã lau dầu xong hết rồi, nhưng bác đang bảo là nhanh, nhanh rất nhiều, được gạt chỉnh. Thì em thấy cái cầu tóc này, cầu chính này, nó đang có vấn đề ở sát ở dưới này. Bây giờ em sẽ cho đứng đứng cái cầu tóc này nhé. Đó, nó đứng này, các bác nhìn nha, đứng rồi nha, đứng yên rồi. Bây giờ em sẽ gạt cái này về vị trí này, nó tự động. Cầu này các bác, cái này cái thợ gạt đấy nhé, các bác đừng có gạt. Gạt đến khi nào nó tự động nó chạy thì dừng lại. Các bác nhìn nhé, cứ gạt. Đó, các bác thấy em đã gạt này, nó đến vị trí này nó chạy. Nó tự động nó chạy thì mình sẽ dừng lại. Thấy không? Đó. Và mình bây giờ em sẽ lấy đồng hồ này, kim dây này, chung với một cái kim dây của một cái đồng hồ điện tử thì em theo dõi cho nó chuẩn. À, em cho theo dõi cho nó chuẩn rồi, ok. Đấy, tức là cái đồng hồ này đã có người gạt rồi nhưng mà gạt chưa chuẩn nhé. Cái cầu tóc này, tại vì em đã thấy nghi ngờ nó, em thấy nó ở vị trí này này là không đúng, chưa chuẩn. Đó, chưa chuẩn rồi. Đó, bây giờ em thì cần xem rõ nhanh chậm thôi là ok. Đó nha. Đấy, gạt rất nhanh thôi cho bác Trung ở Kim Bảng nhé. Đấy, bây giờ chỉ cần hiệu chỉnh nó nhanh chậm thôi. Còn bây giờ nó chết vặt là do cái vị trí cầu tóc này không đúng vị trí của nó. Thế thôi, rất đơn giản đúng không? Đấy, bây giờ tóc các bác thấy rất khỏe này, cực khỏe luôn đấy nhé. Đó, rất khỏe luôn. Đó. Đó. Đúng không ạ? Đấy, em hiệu chỉnh luôn cho bác ấy. Và bây giờ theo dõi cho nhanh chậm mới gạt cho bác cho chuẩn. Đó, tại vì nó là khách phương xa, ở tận Kim Bảng, Hà Nam thôi. Đó, máy này ngon lành lắm rồi. Đây, cái này nó có bị vết một tí của bác ấy. Cái này do thợ trước nhá, không phải do em đâu nhá. Cái này em biết là nó do cái gì, do người ta gắn keo này. Nó trượt vào đây này. Đấy, nó giật vào dính như này này. Đấy nhá, bác Trung nhá. Đấy, do người ta gắn keo đây này. Nên là nó bị trượt tay. Trượt tay thì keo dính vào đây. Đó, cái này lỗi của thợ nhá. Đó, bác nhá. Rồi, chào các bác.